xuất ai cập ký chương 23 luật công lý và nhân từ đừng loan tin thất thiệt đừng làm chứng dối giúp người ác đừng hùa theo đám đông để làm ác khi người là nhân chứng trong một vụ án đừng hùa theo đám đông mà vẻ cong công lý cũng đừng thiên vị người nghèo trong phiên tòa nếu ngươi gặp bò hay lừa của kẻ thù đi nạc phải dẫn nó về cho chủ nếu ngươi thấy lừa của kẻ thù ngã quỵ vì trở quá nặng đừng làm ngơ nhưng phải ra tay giúp đỡ đừng làm lệch cán cân công lý trong các vụ kiện liên hệ đến người nghèo đừng chấp nhận lời cáo gian và đừng để người vô tội hay ngay thẳng phải chịu tử hình vì ta không dung thứ người có tội đâu đừng nhận hối lộ vì của hối lộ làm mù mắt người sáng suốt và bể cong lời lẽ của người công bình đừng áp bức ngoại kiều chính các ngươi đã biết rõ tâm trạng của ngoại kiều vì các ngươi vốn là ngoại kiều trong xứ ai cập luật về ngày sa bát các ngươi sẽ gieo giống và gặt hái trong sáu năm nhưng trong năm thứ bảy phải để cho đất nghỉ không cày bừa gieo trồng gì cả như vậy người nghèo khó của ngươi sẽ kiếm được lương thực ngoài đồng và thú rừng cũng được ăn những gì còn lại. Luật này cũng áp dụng cho vườn nho và vườn ô liu của các ngươi. Các ngươi làm việc trong 6 ngày, nhưng ngày thứ bảy phải nghỉ để cho bò lừa được nghỉ ngơi và nô lệ sinh trong nhà ngươi cũng như ngoại kiều đều được dưỡng sức phải cẩn thận làm theo mọi điều ta đã phán dạy. Đừng cầu đảo tên các thần khác, môi miệng ngươi không được nhắc đến tên các thần ấy. Ba đại lễ hàng năm Mỗi năm các ngươi phải giữ ba đại lễ cho ta, phải giữ lễ bánh không men. Trong bảy ngày các ngươi ăn bánh không men, như ta đã dạy bảo. Lễ này phải giữ đúng thời điểm, đã ấn định vào tháng riêng vì vào tháng đó các ngươi ra khỏi Ai Cập. Không một ai đi tay không đến trước mặt ta, phải giữ lễ gặt hái bằng cách dâng hiến hoa quả đầu tiên của hoa lợi do các ngươi canh tác. Phải giữ lễ thu hoạch vào cuối năm khi các ngươi thu hoạch mùa màng từ ngoài đồng mang về. Mỗi năm ba lần, tất cả các người đàn ông phải trình diện trước Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi. Đừng dâng hiến huyết sinh tế cho ta chung với bất cứ món gì có men mỡ của sinh tế không được giữ cho đến sáng hôm sau phải đem hoa quả đầu mùa tốt nhất do đất ruộng ngươi sản xuất đến nhà của Chúa Đức Chúa Trời các ngươi đừng nấu dê con trong sữa mẹ nó thiên sứ của Đức Chúa Trời ta sai một thiên sứ đi trước mặt các ngươi để bảo vệ các ngươi dọc đàng và đem các ngươi vào nơi ta đã chuẩn bị phải chú ý và vâng theo lời thiên sứ dạy bảo đừng phản nghịch chống đối lại thiên sứ thiên sứ sẽ không tha tội phản nghịch đâu vì tên ta ở trong thiên sứ nếu các ngươi cẩn thận nghe lời thiên sứ và làm theo mọi điều ta phán dạy ta sẽ nghịch với kiều địch của các ngươi và chống đối những người chống đối các ngươi thiên sứ ta sẽ đi trước các ngươi và đem các ngươi vào lãnh thổ của các dân Amorit, Hetit, Pheresit, Canaan, Hevit và Jebusit và ta sẽ quét sạch chúng nó. Đừng xâm mặt trước mặt các thần của chúng, cũng đừng thờ phượng các thần ấy hay bắt chước các thói tục của họ. Các ngươi phải hủy diệt các thần ấy và đập vụn các trụ thờ của họ các ngươi chỉ thờ phượng Chúa Đức Chúa Trời các ngươi và Ngài sẽ ban phước lành cho thức ăn, nước uống của các ngươi. Ta sẽ đem bệnh tật tránh xa các ngươi. Trong toàn quốc sẽ không có ai xảy thai hay son sẻ. Ta sẽ cho các ngươi trường thọ. Ta sẽ sai kinh hoàng đi trước các ngươi và và làm náo loạn mọi nước đối nghịch các ngươi. Ta sẽ làm mọi thù nghịch các ngươi quay đầu bỏ chạy ta sẽ sai ong vò vẽ bay trước các ngươi để đuổi các dân hê Canaan, an hê tít khỏi trước mặt các ngươi nhưng ta sẽ không đuổi chúng nó hết trong một năm và nếu làm vậy đất sẽ hoang vu và thu rừng sẽ trở lên quá nhiều các ngươi không kham nổi ta sẽ đuổi chúng lần lần cho đến khi các ngươi sinh sôi này nở đủ để chiếm hữu toàn xứ ta sẽ thiết lập biên giới cho các ngươi từ biển đỏ cho đến biển philippines và từ sa mạc đến sông lớn ta sẽ trao cho các ngươi các dân tộc sống trong phần đất đó và các ngươi sẽ đuổi họ đi đừng kết ước với các dân tộc ấy hay các thần của họ đừng để họ sống lẫn lộn trên đất các ngươi vì họ sẽ xui dục các ngươi phạm tội với ta và việc thờ phượng các thần đó chắc chắn sẽ đưa các ngươi vào cạm bẫy